đại sứ cho các bạn bằng lệnh khơ, cũng là một trong những lệnh mạnh của Photoshop để chỉnh sửa độ sáng chói của hình ảnh. Để tiện việc so sánh, ta nhân đôi ảnh lên, ta chọn 1:2.
trên vỉa đồ và cho thông số là 69 cho input và 59 cho output, và ta cho một điểm thứ ba trên vỉa đồ thông số là 224 và output là 215. Ok, saturation. Yeah.